Chào các bạn, hôm nay thì mình sẽ trình bày về một kiểu tấn công DOS khá là dễ. Bài hôm nay rất là ngắn, tại vì nó không có gì cả. Nó rất là straightforward, cứ thế mà đi tới thôi. Thì hôm nay mình sẽ nói về Fogbomb. Để hiểu về Fogbomb ấy, thì đầu tiên là mình cũng không cần phải biết nó làm gì đâu, nhưng mà mình cứ nói thêm kiến thức thì tốt đúng không? Thì cái lệnh Fog nó làm gì? Thì fork này là một cái system call và chỉ chạy trong Unix platform, có nghĩa là kiểu tấn công này nó chỉ tấn công được vào những cái hệ điều hành chạy trên dựa trên Unix thôi. Đây các bạn nhớ nha, để sau này nếu mà thử trên mấy cái hệ Windows mà không được thì thôi. Thì cái lệnh fork này nó rất là đơn giản, nó là kiểu khi mà chương trình nó chạy từ trên xuống, nó gặp lệnh fork thì nó sẽ tự tạo ra một cái process khác, và cái process khác đó nó sẽ gọi là process con ấy, nó sẽ giống y process cha và sẽ cùng chờ cùng nhau chạy tiếp những lệnh tiếp theo. Thì đó là một cách giải thích rất là hàn lâm và nông dân. Thì để chứng minh cho cái mình vừa nói thì mình sẽ xài mình đi code đi, xài Python để thể hiện ra fork nó như thế nào. Rồi đây, bây giờ đầu tiên là mình sẽ import OS. Cái thư viện này là để tương tác với hệ điều hành đấy. Thì lệnh fork đó, đầu tiên là mình spring ra một hello. Đấy, lệnh này rất là bình thường đúng không? Này giờ mình chạy nha, Python fork. Đó, một hello được in ra thấy không? Bây giờ mình sẽ gọi cái lệnh fork ra. Chấm fork. Và mình sẽ print hi hello. Mình chạy nha. Đấy. Thì bạn thấy lúc nãy mình nhớ lúc nãy mình nói không? Là nếu như mà chạy từ trên xuống mà gặp cái lệnh fork này thì nó sẽ tự tạo ra đây là P1 đi. Process process 1 đó. Cái fork này thì nó sẽ tự tạo ra một process khác gọi là process con, mình gọi là process 2. Và process 1 và process là con, cha và con sẽ cùng chạy cái lệnh tiếp theo. Thì như vậy thì nó in ra hai chữ hole là tại vì cha đó. Cha và con cùng chạy, không? Bây giờ mình sẽ thử tiếp. Mình sẽ fork tiếp một lần nữa ở đây. Và mình sẽ bring ra 3 hello. Thì đố các bạn là nó sẽ in ra bao nhiêu chữ hello. Thì cứ từ trên xuống thôi. Giờ nha, mình đi lại từ đầu này. Đầu tiên là bring một hello thì nó sẽ ra là một hello. Tới đây gặp nó fork một cái, nó sẽ tạo ra hai process, tạo thêm một process nữa là process con, thì cha và con sẽ cùng chạy với nhau cái lệnh này, thì nó sẽ in ra hai chữ hole. Bây giờ cha và con cùng gặp một cái fork nữa thì cha và con sẽ tự mình tạo ra thêm một bản sao nữa, và nó sẽ chạy cái là 4 đấy, và nó sẽ chạy cái lệnh print 3 hello này, thì kết quả nó sẽ là 4 chữ hello là 1 2 3 4, thấy không? Đó, thì lệnh fork nó là chỉ là vậy thôi. Và như mình đã nói, fork bomb có nghĩa là kẻ tấn công ấy, người ta sẽ cố gắng mà làm cho cái lệnh fork này nó lúp liên tục, và mỗi lần nó lúp nó sẽ tạo ra một process giống y nó và nó chạy tiếp. Thì nếu mà cứ như vậy thì các bạn đã biết rồi đúng không? Process là tiến trình nó sẽ xài rất là nó xài dung lượng bộ nhớ gì đó của server để nó chạy. Thì khi mà nó xài hết rồi thì nó sẽ làm cho server bị crash. Rồi thì nhiều bạn sẽ hỏi mình là cái này thì mình sẽ tấn công như thế nào? Khi mà bạn đã có được cái payload của cái fork bomb ấy thì mình sẽ nói luôn là cái này không phải lúc nào cũng tấn công được.
Tại vì nó sẽ cần có một số điều kiện nhất định. Như là bạn phải chạy được cái code đó trên server. Thì cái kiểu tấn công này nó sẽ thường xảy ra trong những cái app mà cho phép bạn chạy code như trên sandbox thì gì đó, ví dụ như là PHP, PHP test này hay Python test rồi Lua test các kiểu, miễn sao là nó cho bạn chạy được cái code và nó filter thật thì bạn không có injection RCE gì lên được, thì bạn có thể dùng fork bomb để làm cho server chết và demo cái impact lỗi của bạn, thì để demo cho nó máu luôn ấy. Thì đây là cái server của mình. Đầu tiên là mình sẽ tạo một cái fork bomb bằng Python trước nha. Thì nó sẽ có một cái trang chuyên tổng hợp các loại fork bomb lại. Đây. Thì nó sẽ có rất là nhiều ngôn ngữ. Nếu như bạn gặp cái nào thì bạn sẽ vào đó, bạn quất cái đó lên. Giờ mình thử Python nha. Trên server của mình. Nó đơn giản đâu. Import OS Y2 và cứ fork ra thế thôi. Và coi như là server của mình sẽ bị đơ. Đấy, bây giờ mình sẽ thì tên đi xóa cho nó dễ. Đấy, mình sẽ chạy cái này. Này bây giờ mình refresh thế này, refresh chạy bình thường không? Server rất là thoải mái luôn. Fork.py. Đây. Thử refresh lại nha. Đó, bạn thấy không, nó đơ đơ dần dần rồi, nó lót rồi đấy không này. Đó, chờ tí nữa đi, có nghĩa là server mình về chết rồi đó. Rồi thử lại này, đó thấy không. Ok, thế thì để tấn công với kiểu tấn công này á, như mình đã nói hồi nãy, nhiệm vụ của bạn là bạn gặp cái sandbox cho chạy code thì bạn vào cái fork bomb này này đó và xem thử có cái code nào hay ho thì bạn quất lên. Xong server mình giờ nó chết rồi, mình tắt thử coi có được không nha. Tắt không được nữa không, tại vì nó chết rồi, nó mất connection rồi, coi như là tiêu. Bây giờ mình phải vào này, chết rồi không? Giờ mình phải vào trong virtual ấy, trong cái host của mình để mình restart lại server. Các bạn nhớ đừng có thử cái này trên server bạn nha. Nhưng mà không, bạn thử cũng được, nhưng mà bạn phải chắc chắn là bạn restart được cái server thì nó mới chạy. Ok. Rồi, thì mình vừa restart lại cái server của mình đó. Thì mình sẽ F5 lại thử. Thì giờ nó mới chạy, thấy không? Rồi, thì mình sẽ thông tin thêm về cái fork bomb này á. Thì nó sẽ, ngày xưa thì fork bomb thì nó chỉ chạy trên Unix thôi, còn giờ nó sẽ biến tướng ra nhiều kiểu nữa, miễn là bạn tìm được cái chỗ nào mà nó fork ra thì nó sẽ chạy. Thì theo mình nhớ, ngày xưa có người ta hay nói, có người nói là Chrome hay Firefox ấy, mà mỗi lần mà nó chạy theo một cái page này đó thì nó sẽ fork đấy, mỗi lần mà nó xử lý thì một cái page này là một cái fork con để nó chạy. Thì ở đây trong này nó sẽ có một cái HTML rồi đó. Đây, fork bomb HTML thì mình sẽ thử bỏ cái này lên server của mình. Đấy, trong này nó không có dùng fork mà nó sẽ dùng là Windows Open, là nó sẽ mở cái tab mới lên và nó cứ mở liên tục như vậy. Set interval là chạy cái function này sau bao nhiêu giây đó, giây hay milli giây đó mình không nhớ,
là 10 đó. Thì nó cứ chạy hoài như vậy. Thì mình sẽ quất lên server của mình. Rồi. Thử nha. Chăm pop up. Firefox thì nó không bị. Giờ mình sẽ thử qua Chrome. Rồi, giờ mình sẽ thử qua Chrome nha. Sugar. Cái này mình allow. Đó, bạn thấy không? Nó bắt đầu nó chạy rồi đó. Thì cái này mình để lâu thì nó cũng crash thôi, nhưng mà nhìn là nó ăn nói không. Ví dụ như bạn bây giờ mình muốn về slot cũng không được nữa không? Đó, nó cứ cứ mở lên mà không coi được cái đéo gì. Mà tắt cũng được luôn, nó cứ mở hỏi bất lực. Nhưng mà cái này nó bị vướng cái là phải allow pop up trước. Nhưng mà cái này không có khó, nó không phải là một cái case hiếm đâu. Tại vì nhiều trang web nó cũng hay với pop up lên và bạn sẽ quen tay bạn bấm allow. Thì khi này ví dụ như trong trường hợp này, nếu như bạn XSS được, thấy không? Pay unresponsive rồi. Rồi, nó như vậy, nó như vậy thôi. Cái này là client side, không phải plugin rồi, đất Fogbot nhiều biến thể. Rồi, bài hôm nay chỉ có vậy thôi. Peace.